Tức là người ta lại phải đi vào xem lại cộng phim 50k Trấn Thành. Cộng 50k mỗi người cho Trấn Thành. Tuyệt vọng mà muốn quay lưng với phim Việt, bỏ tiền ra xem phim Việt là không quan trọng của mình. Thậm chí là mày đúng không? Chính em. Bảo anh trong rạp là ô anh Tuấn Hưng có tác dụng gì trong phim này vậy. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mì Siêu Tiêm Cật, nhưng mà chúng tôi review phim thật. Phim thật chứ không phải phim thuật. Tuần vừa qua là một tuần cực kỳ ảo ma với điện ảnh Việt Nam. Bằng một cách thần kỳ nào đấy thì có một bộ phim Việt Nam, nhấn mạnh là phim Việt Nam, hủy diệt phòng vé theo đúng nghĩa đen. Người người nhà nhà xếp hàng mua vé đến nỗi rạp không có suất mở chiếu. Đó chính là Đào Phở Piano, bộ phim mà do nhà nước sản xuất vừa được công chiếu trong dịp Tết Nguyên Đán này. Và để cho video thực sự công tâm thì đồng hành với tôi vẫn là kẻ hủy diệt phim Việt, MC. Em thấy là phim này đúng là nó hot, rất hot. Hot như chim bút cu. Cũng có thể em thấy là người ta đi mua vé xếp hàng ra tới tận cổng của rạp chiếu phim quốc gia luôn. Mà đến lúc mà chờ mấy tiếng xong rồi vào nhận quả thông báo phim Đào đã hết chỗ, chỉ còn vé phim Mai. Thế là người ta lại xem phim Mai. Thế là người ta lại phải đi vào xem lại phim Mai. Cộng 50k Trấn Thành. Cộng 50k mỗi người cho Trấn Thành. Phim này phim gì mà lại hot đến thế nhở? Thế là người ta phải đi tìm hiểu thôi. Đấy là mày thuyết âm mưu thôi. Như anh nhá, là anh biết thì cái phim này qua các hot page trên Facebook. Hình như là anh đọc qua cái page là Chuyện của Hà Nội hay sao ấy. Xong rồi anh đọc bài phân tích phim trên đấy. Xong rồi thế là đọc comment thấy mọi người khá là quan tâm. Rồi anh mới kiểu tò mò muốn biết nó là cái gì. Có khi lúc ý là nó hot rồi. Đấy, nói chung là cũng nhờ cái page đấy mà anh biết đến. Tự nhiên vậy. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Phim đang flop thế là hot luôn. Ây giời. Được chứ? Thưa anh này phải ngang với lại Buskin. Đang flop hot luôn. Thôi, linh tinh ấy thôi. Giờ nội dung chính của video thì cho những ai chưa biết về Đào Phở và Piano, đây là một bộ phim mà do nhà nước sản xuất này. Mục đích không phải là để thương mại hóa mà là để đem đi tranh giải. Vì thế nên là ban đầu phim thậm chí là còn không có ý định chiếu rạp, nhưng mà sau cùng thì vẫn ra rạp và chỉ ra ở một rạp duy nhất là Rạp Chiếu Phim Quốc Gia. Nội dung phim thì lấy bối cảnh năm 1947 này, cụ thể là những gì xảy ra trong ngày 16 và 17 tháng 2. Thì đây là cái giai đoạn mà trước khi các chiến sĩ từ Hà Nội di chuyển lên trên khu Việt Bắc, thì bối cảnh nó chỉ loanh quanh trong khu phố cổ Hà Nội thôi. Tại đây thì chúng ta sẽ thấy được những câu chuyện của người lính này, người dân này, cách họ chống chọi với quân địch đang sắp sửa tấn công, và bên cạnh đấy là những cái phút giây mà lắng đọng này, những câu chuyện tình yêu đôi lứa và những câu chuyện tình yêu nước này và rất nhiều thứ khác xoay quanh nữa. Thì là nhờ có tí quan hệ nên là tôi và em Nghĩa đã có được vé để xem bộ phim này. Đánh giá đầu tiên của tôi là phim này có hay, nhưng mà cái hay thì nó sẽ đến từ khía cạnh cảm xúc nhiều hơn là từ những khía cạnh mà về mặt mang tính kỹ thuật của phim hơn, như là dựng phim, âm nhạc rồi là thoại các thứ. Nếu mà về điện ảnh đi thì chúng tôi thực sự thấy là có khá nhiều điểm yếu, đúng không? Có thể làm tốt hơn, và kể cả những người bình thường nhất thì cũng có thể nhận ra. Em nghĩ là một bộ phim hay ấy và thu hút người xem thì ngoài cái yếu tố chuyên môn ra thì nó phải đáp ứng được cảm xúc, kiểu mà mình xem một bộ phim xong rồi các nhà phê bình chê lên chê xuống như chưa được chê. Ừ, nhưng mà mình vẫn thấy hay thì mình sẽ bảo là nó hay. Thì cái Đào Phở Piano này là một cái trường hợp như thế. Mà nếu mà anh có hỏi phim này hay ở đâu nhá, thì những người trên mạng sẽ đều bảo là phim này thông điệp ý nghĩa, phim này yêu nước các thứ. Chứ còn bảo là về chuyên môn điện ảnh kỹ thuật thì sao thì chả thấy ai nói động gì thế. Đúng, nói chung là nói về phim thì anh thấy là có thể chia ra hai tiêu chí đi, là một là tiêu chí về mặt kỹ thuật, rồi là đến thông điệp cảm xúc, đúng không? Thì về mặt chuyên môn đi thì anh không đánh giá quá cao cái phim này. Nhưng mà nếu anh không biết thì chính cái anh nam chính là anh Rõ Quốc Đam ấy, anh cũng có nhận xét là cái kịch bản phim này đối với anh ấy là cũng chưa phải là đỉnh cao gì lắm, nó cũng có lấn cấn. Đúng rồi, có anh có đọc cái này trên TikTok. Nên là chắc là về mặt kịch bản thì đúng là nó chưa hay thật, tại vì người trong kẹt người ta cũng nói thế rồi. Nhưng mà nhá, em có đọc được một cái comment khá hay của một ông trên mạng. Ông bảo là người ta làm phim thì có chia là ba mục đích. Đầu tiên là những cái phim như Mai của Trấn Thành ấy, là phim đấy là thuộc dạng là phim thương mại, giải trí, là làm phim ra để kiếm tiền. Và thứ hai là phim nghệ thuật, phim này là phim Hàn Lâm đấy, nhiều ý nghĩa sâu xa, có khi mình phải phân tích. Mà thậm chí sau khi mình xem xong 10 lần rồi mình vẫn phải lên phê phim. Đúng, phân tích một lần nữa thì mình mới hiểu. Phê phim thậm chí còn là được 3 clip về phim đấy. Đấy là chính là phim nghệ thuật. Còn phim thứ ba là phim tuyên truyền. Thì dạng phim đấy thì thường do nhà nước làm và nó có mang mục đích tuyên truyền, kiểu như phim tài liệu ấy. Đấy, thì em thấy là cái Đào Phở Piano này nó nằm ở giữa cái nghệ thuật và tuyên truyền ấy. Thì nếu mà xét về khía cạnh là mục đích là như thế nhá, thì họ đạt được mục đích đấy khi làm phim này, đúng không? Đúng rồi. Vì là tái hiện được một Hà Nội anh hùng này, kiên cường này,
và đưa những khán giả lớn tuổi nhớ lại một thời khi xưa, và cũng có thể là giúp những khán giả trẻ tuổi thực sự là sống thêm một được có thể sống ấy, những cái giây phút như thế, và khiến cho lớp trẻ có thêm sự hứng thú với lịch sử. Nhiều người so sánh phim này với phim Mùi Cỏ Cháy thì anh thấy là cả hai phim mục đích đều như nhau. Nếu mà không xét về cái khía cạnh điện ảnh thì hai phim đều làm tốt và đều là những bộ phim mà được truyền bá rộng rãi đến nhiều người. Em nghĩ tốt nhất là không nên so sánh hai cái phim này ấy. Thì ít nhất là về thông điệp thì hai phim này đều đã làm được rồi. Đều gọi là truyền lửa để cho khán giả đi xem phim. Đúng. Đấy. Thì bây giờ mình vào chuyên môn hơn một tí, là thực ra là đấy là thứ em không có. Mình gọi là chuyên môn đúng không? Nghĩa là mình gọi là chuyên môn. Xét về những khía cạnh mà mang tính phim hơn đúng không? Xét về điện ảnh một chút. Thì không phải nói tệ ý. Tuy nhiên là cách triển khai của phim gặp nhiều vấn đề, cực tất cả đều xuất phát từ cách kể chuyện phi tuyến tính ấy. Kiểu của Christopher Nolan ấy. Tại vì là đạo diễn muốn kể là xen kẽ ngày 16, ngày 17. Nghĩa là thay vì từ ngày 16 đến ngày 17 thì nó kể sáng ngày 16. Đúng. Tối ngày 17. Ok. Tối ngày 17 này về lại sáng ngày 16. Đấy, nó sẽ kiểu khó hiểu nếu mà không tập trung ấy. Đó, nhưng mà nhá, xét ra nhá là làm một Nolan con đi, thì những cái đoạn mà kể sau nhưng mà lại về một sự kiện có trước ấy, thì sự kiện có trước đấy nó phải cực kỳ bùng nổ cơ, phải đẩy cao trào cực mạnh, thì cái đoạn tương lai dựa vào cái sự kiện trước đấy nó mới hay được. Thì nó kiểu như Oppenheimer ấy. Đó. Thì ông Nolan ông đã làm được, ông quen kể kiểu này rồi. Thì ông ấy làm được, và thậm chí là Oppenheimer không khó hiểu, người xem có thể hiểu được. Với mày thôi. Thì từ nay em có xem phim, phim em mới hiểu. Đấy, mày phải xem phim. Phải hay vẫn phải xem phim. Mày mà xem the review không khi mày chả hiểu. The review không biết đâu. phim thì có. Còn phim này thì em thấy là chưa được. Biết là so với thế giới như thế thì cũng là có khập khiễng, nhưng mà đi so với Oppenheimer. Nhưng mà tại vì họ kể cũng, nhưng mà kể được. Nếu mà mình được đặt cạnh Oppenheimer để so sánh ấy, nó cũng là một cái gì đấy. Hay chứ. Được mấy phim Việt Nam kể kiểu này. Đó thì họ nói chung là cũng là gọi bước đầu. Bước đầu chứ đúng không? Ngoài cái bỏ qua yếu tố đấy đi, thì thực ra phim này em thấy có nhiều cảnh thừa cơ. Thừa kiểu mình kiểu what? Nghĩa là nó bỏ cái cảnh ấy đi chả ảnh hưởng gì đúng không? Thậm chí là cho vào nó dở hơi ra ấy. Như kiểu là cảnh chuyển đàn đi. Thì đúng là ông chỉ huy muốn kiểu ok cô này cô tôi không muốn cô ở đây thì cô đi. À đấy nhá, bây giờ mày nói mình nghĩ lại nhá. Cái cảnh chuyển đàn đấy có khi là họ muốn thể hiện là nhá, kể cả trong cái thời chiến tranh loạn lạc, nhưng mà tâm hồn con người họ vẫn muốn lưu giữ cái đẹp. Nghĩa là không chỉ là cô gái nhá, mà kể cả những người lính họ vẫn quan tâm đến cái việc chuyển đàn. Nghĩa là họ vẫn muốn là đời sống tinh thần kể cả trong khó khăn thì vẫn phải được đảm bảo. Hay là chỉ đơn giản là ông muốn đuổi đi thôi. Có thể là mỗi người sẽ hiểu một kiểu nhá. Và nghĩa là những cái người mà người ta hiểu cái kiểu đấy thì người ta lại thấy hay, thì người ta lại bảo là mà có khi nhá, trong cái thời đấy nó lại thế thật thì sao? Tại vì mình không sống ở thời đấy đúng không? Nhưng mà cái vấn đề tệ ở đây là em thấy đó chính là đang ở chiến tuyến mà. Thì lính để có thể nó xung quanh. Thì đây nó mới thể hiện là kể cả trong những cái giờ phút như thế, kể cả có chết. Kể cả có chết nhưng mà phải chuyển cái đạn. Thì tinh thần vẫn phải được nâng cao. Đấy là nó là chủ nghĩa lãng mạn mà. Okay, mà đúng. Mà trên phim thì nó phải như thế đúng không? Và nó làm cái đàn nó trở nên mới thực sự là liên quan ấy. Tại vì là đang phở với lại đào thì là rất liên quan đúng không? Tự dưng piano. Hay là họ cũng muốn có tí spotlight cho piano. Đúng rồi. Thì anh giải thích cho em cái cảnh đua xe của Tuấn Hưng thì sao? Đang lái xe gặp địch, chứ đang làm gì ạ? Đấm mẹ địch xong đua xe. Đua xe bắn súng như Fast and Furious. Anh giải thích em đi. Kể đi chịu. Cái cảnh đấy là có đấy. Ý em nói là có những cái cảnh nó thừa như thế. Nói chung là đấy là vấn đề về bố cục đi. Còn vấn đề bối cảnh nhé. Xét thấy ở cái bối cảnh thì lúc mà tao với mày xem phim thì cả hai đều đồng ý là bối cảnh trông kịch đúng không? Nhìn phát lại biết kịch. Nhưng mà nó không phải là theo một nghĩa xấu. Nó kịch đúng theo rồi. Một nghĩa là trông khá đẹp. Không, em có thốt lên là đẹp. Bối cảnh đẹp thế. Và cái phim này chỉ đầu tư 20 tỷ thôi, nên là anh nghĩ là sẽ không thể trông chờ quá nhiều vào các phân cảnh cháy nổ, chiến đấu được. Nhưng mà họ, ý nhiên là họ cũng cố làm cảnh đua xe. Cảnh đấy mất tỷ. Cảnh đấy chắc tỷ. Cảnh đấy mất 1 tỷ rồi. Đằng sau những cái đấy á, thì cũng có nhiều cái điểm yếu lộ ra này. Và mình bắt đầu cũng nhận ra là cái sự giả của bối cảnh này. Nó vẫn đẹp nhưng mà nó trông vẫn hơi là giả. Em nghĩ là 20 tỷ trong một cái phim chiến tranh thì đúng là ít thật. Nhiều người bênh vực như thế là cũng đúng. Mà để ra được cái bối cảnh chiến tranh mà đỉnh cao ấy, thì bên Hollywood người ta toàn làm chục triệu đô à. 200 tỷ. Chục triệu đô. Có khi 200 tỷ còn chưa được. Cấp chí còn hơn. Đấy. Thì mới ra được một cái phim trường bối cảnh chiến tranh xịn sò ấy. Nhưng mà phim này cũng rất hay một cái đó là nó giới hạn cái bối cảnh lại, đúng là một cái khu phố tí con thôi. Đó, bớt tiền đi, đấy là cũng là một cách xử lý hay. Nhưng em là một thằng hay soi. Em là kẻ hủy diệt phim Việt. Cho nên là tại vì nó quá tập trung vào cái chiến lũy đấy. Thì mình phải làm gì ạ? Mình soi cái chiến lũy đấy thì mình sẽ thấy là ui trông như sân khấu.
Đúng kiểu sân khấu, có khi viên gạch còn là bìa cắt tông. Đó, vấn đề là như thế. Đó. Có một cái tôn cái bối cảnh này lên khá nhiều là cảnh quay phim. Anh rất thích mấy cái cảnh quay mà cam để ngang ngang với nhân vật ấy, xong rồi nhân vật cứ tiến lên ấy, thì cảm giác là không biết là cái điều gì đang chờ đón mình tiếp theo, và khiến mình nó cũng cuốn đi theo nhân vật. Nói chung là bối cảnh thì như thế thôi, thì tiến ít thì mình hít ít thôi. Còn phần kỹ xảo cháy đổ bom mình các thứ thì nói chung là phim này cũng không hướng đến những cảnh đại chiến, không phải là như kiểu giải cứu Binh Nhì Ryan hay là mấy phim bắn nhau khác. Chê thì chê thôi, chứ nó cũng không phải là thứ mà quá to tát ảnh hưởng đến bộ phim. Nó không phải là chiến tranh, nó không cần thiết đến đấy. Mục đích của phim là đào phở piano mà. Cái mà em tâm đắc nhất của phim này ấy, thì chính là có khi là phát triển nhân vật. Thì nhưng mà để nói cho rõ hơn thì đúng là phát triển từng nhân vật thôi. Tại vì nghĩa là câu chuyện của từng người thì hay. Nhưng mà họ gộp chung lại thì sao? Họ có gì không? Một cái thôi, đó là yêu nước. Tất cả mọi người đều thể hiện là mình là một người yêu nước. Đầu tiên là nam chính, đấy, xong rồi nữ chính này, ông họa sĩ, ông me xử phán này, Tuấn Hưng, đấy, cậu bé đánh giày, ông bà hàng phở, rồi ông cha xứ. Đấy. Thì theo phân tích của em sau khi xem ấy, cái này là của em thôi nhá, thì em sẽ thấy cái nhân vật này như thế này: nam chính là một người rất vụng về, nhưng mà muốn cái tôi cao, đấy, muốn thể hiện, muốn chứng tỏ bản thân. Đấy. Bù lại thì anh có tinh thần bất khuất, không bao giờ bỏ cuộc. Thậm chí là cái đoạn cuối cùng mù cả mắt, cụt cả chân, ly xin rồi, ly xin làm ly xin, cụt cả chân rồi mới muốn sút, vớt sóng âm, cụt cả chân rồi vớt sóng âm đấy. Đó là một tinh thần rất là bất khuất, rất hay. Nữ chính thì là bắt đầu là một cô tiểu thư, cả đời ăn sung mặc sướng, gặp chiến tranh thì đấy cũng chỉ biết bỏ chạy thôi. Thế là lúc nào cũng bảo anh kia, anh ơi mình chạy đi, mình về Nam Định, về Nam Định an toàn, quê mày không? quê em an toàn, Hà Nội nguy hiểm đấy. Đấy thì nhưng mà sau cùng thì cô lại cũng chọn lại, cô thì còn cô bay luôn, cô bay luôn, bay thì dương quá đấy. Xong rồi ông họa sĩ thì sao, là một người vì nghệ thuật đi, ông này cũng không có nhu cầu đánh giặc cho lắm, mà cũng dũng cảm không sợ chết, cũng chấp nhận lại chiến lũy bất khuất đến giây phút cuối cùng. Mà ông ấy không muốn đánh giặc nhưng mà ông ấy vẫn dùng nghệ thuật để chống lại giặc. Ông ấy muốn đi vẽ cờ đây. Ông vẽ cờ đây. Đấy thì tinh thần, sức mạnh tinh thần. Nghĩa là đấy, mỗi người có một lý do, nghĩa là mỗi người có một lý do, mỗi người có một lý do riêng để yêu nước đúng không? Và họ thể hiện cái yêu nước khác nhau. Đấy thì quan trọng là yêu nước đúng không? Thậm chí là một cái ông phán, là người rất mê Tây, thích Tây. Tuy nhiên là cũng không theo Tây, cũng ngấm ngầm giúp đỡ những cái người lính ấy. Đúng rồi. Đấy, cũng giúp anh nam chính, giúp cậu bé đánh giày. Đấy, còn cậu bé đánh giày, nhỏ tuổi nhưng mà dũng cảm. Đúng rồi. Đứng gặp bọn Tây hàng ngày nhưng mà vẫn dũng cảm để cầm chiếc mũ, cái mũ lính ấy. Không sợ luôn. Đó. Rồi hay là hai ông bà hàng phở đi. Hai ông bà này từ đầu phim đến cuối phim lúc nào cũng kiểu sắp đến giờ tản cư nhá, di tản thôi. Phở tao phải nấu phở bán phở. Gìn giữ. Đúng, gìn giữ cái văn hóa Hà Nội. Đúng rồi. Tao có chết thì cũng phải giữ phở ở Hà Nội. Đấy. Đó. Xong rồi đến gặp ông cha xứ. Ông cha xứ này mọi người có vẻ là không để ý ông ý nha. Nhưng mà ông ý là một người bảo là ông ý không tham gia chiến tranh. Ông ý không chính trị. Nhưng mà ông ý khi mà ra chiến tuyến ông ý nhìn xong, ông ý vẫn ở lại, thậm chí là vẽ bức tranh, vẽ cờ Việt Nam, vẽ bằng máu của ông đấy. Cái ông đấy, ông ấy không hề quan tâm về chiến tranh ấy. Ông ấy mặc kệ lính Tây, lính Tây có giết người Việt Nam hết. Ông ấy không quan tâm. Một lần lính Tây cứ vào nhà thờ của ông ấy, đừng làm gì ông ấy là được. Nhưng mà cuối cùng thì ông ấy vẫn thể hiện được cái sự yêu nước. Có khi ông ấy không biết là mình yêu nước, nhưng mà trong trái tim của ông ấy là ông ấy vẫn hướng về Tổ quốc. Đó, thì em thấy như thế. Câu chuyện riêng của họ nhé, khá hoàn chỉnh nhé. Hay thật. Phát đấy, triển đủ. Em phân tích ra thế này. Đúng rồi, phát triển đủ để khán giả đồng cảm. Thì đấy, nó chỉ cần thế thôi, là mọi giai cấp, mọi lứa tuổi đều hướng về Tổ quốc. Thực ra là anh nghĩ là cái này là một phần do edit này, do phần biên tập thì khiến nghĩ mọi ý đồ của đạo diễn là hơi bị lộn xộn lên một xíu. Thậm chí là mày đúng không? Chính mày. Chính em. Bảo anh trong rạp là ô anh Tuấn Hưng có tác dụng gì trong phim này vậy? Đúng. Khi về mà ngẫm nghĩ lại rồi thì em thấy là thì có, nghĩa là đấy là câu chuyện riêng của anh ấy. Đấy thì thế nên nó cũng có tính nghệ thuật đấy chứ. Thế còn nhắc về cái ba cái hình ảnh đào phở piano đi. Thì em thấy đào phở ok. Này hình ảnh tượng trưng của Hà Nội thì nó được tái hiện rất tốt rồi. Hà Nội thì phải có đào, Tết phải có đào. Đúng. Đấy, Hà Nội mà không có đào là như chai không tiểu. Hà Nội phải có phở. Mà phở phải sao? Phở phải có hành. Đúng. Có giấm tỏi. À mà cái hình tượng hành nhá, bắt đầu anh nghĩ là đấy là một cái hình tượng lâu dài một tí cơ. Nghĩa là kiểu đến cuối phim thì nó, cái hành nó mới xuất hiện cơ. Nghĩa là ông kia bảo ông nhân vật chính, cái ông bán phở bảo nam chính là kiếm hành về cho tao. Thì anh cứ nghĩ là ông nam chính nhá, ông ấy sẽ mang cầm hành về, xong ông sẽ bảo vệ bó hành đến cuối cùng, hoặc là kiểu đến gần chết rồi ông ấy vẫn cầm hành về, thì nó sẽ là một cái kiểu ui để cũng được, cũng là một cách đúng không,
Nhưng mà thực ra trong phim này cũng có thể hiện được là điều đấy rồi. Ừ mà... nhưng mà anh là ừ nó không phải là tệ không tệ mà anh chỉ nghĩ thế thôi là ừ có thể là nếu mang lên đến cuối đi thì cũng hay đấy. Nó sẽ đang mang tính biểu tượng như kiểu con cá trong phim Mai ấy. Cũng đúng. Đúng không? Ấy so với Mai à? Thì đây là một cái tương đồng nó không phải so. Ba, anh nghĩ ba tí. Ba Mai à? Đúng không? Ừ. Đấy thì nó sẽ là một cái mà nó lâu dài hơn ấy. Thế còn piano thì sao? Anh thấy nó so với đảo phở nó không nghĩa là piano ở đây nó sẽ thể hiện tinh thần đúng không, nó thể hiện cho khía cạnh tinh thần. Thế đảo phở cũng là tinh thần, đảo phở văn hóa. Cái văn hóa Đấy văn hóa một là truyền thống, hai là ẩm thực. Thì ẩm thực nó luôn thể hiện cái con người mà, đảo phở nó như thế và piano thì là tinh thần đấy. Kể cả trong thời chiến thì con người mình vẫn lãng mạn, vẫn không tư bản hóa. Tại vì nghĩa là piano ấy, nó không phải là thể hiện cho cái đàn mà nó thể hiện cho cái đẹp. Thôi nói chung là đấy là có khi mình nghĩ sâu xa thôi. Có khi là phân tích như thật à? Phân tích như thật thì có khi là thành bố với phim. Có khi là họ hiểu đào phở guitar không hay, đào phở đàn tranh không hay, đào phở violin không hay. Không phải guitar với violin chuyển nó dễ thì không có cách chuyển đàn nữa. Đúng. Có cái gì to thì đúng chuyển piano. Đào phở ở đây đúng đúng thật đúng không? Thì theo em thì em thấy đào phở thân thuộc hơn. Ừ, đúng rồi. Có thể piano, chắc em mới đánh đàn. Tại vì là thưa anh, nếu có đánh đàn nhá thì cái cảm giác lúc mày sờ lên phím đàn xong mày đánh một bản nhạc ấy nó khá là tinh thần đấy, nó đúng kiểu là nó tách rời mày khỏi thực tại ấy. Thực ra là cái phim này mình cũng có thể vin vào một cái luận điểm là phim này ít tiền mà mình làm thế là được rồi, không sao. Nhưng mà đúng ra thì phim này em thấy là diễn xuất hay đúng không? Anh Võ Quốc Đao với lại chú Trần Lực hay, có hay cũng phải gọi là top của Việt Nam rồi. Thế là em cũng nghĩ là anh Võ Quốc Đao đang đóng truyền hình ấy, xong rồi lên điện ảnh là sẽ ngợp ấy. Nhưng mà không, anh đóng được phết. Anh thấy cái anh Đao này anh ấy kiểu cái gì cũng làm được ấy. Anh ấy tắc kè hoa Christian Bale Việt Nam. Nhưng mà đúng là hay thật đúng tại hả? Vì là cái bản thân anh ấy nhé, anh ấy, thứ nhất là anh ấy rất linh hoạt, anh ấy biết là ai thì phải làm như thế nào ấy. Có đầu tư, anh ấy có biết, anh hiểu đời đấy, anh ấy chấn thành đấy. Nhưng mà nhá, có một cái hơi chê là chị nữ chính đúng không? Bạn nữ chính. Bạn ý mới. Đấy, khá mới. Newbie. Mà thứ hai là bạn ấy là gọi là xin cast vai phụ đúng không? Xong rồi được cast vào vai nó chính. Chúng thôi. Ừ, đó. Bạn ấy có một cái nét đẹp Hà Nội. Một cái đẹp. Nhưng em là Hà Nội. Ừ. Anh không phải ra Hà Nội đâu. Thế đẹp Hà Nội đẹp như nào? Là như bạn ấy, đẹp kiểu là có học thức này, da giáo này và có một sự hơi một gì đấy là cái nét cam chịu của phụ nữ Việt Nam, nét buồn man mác. Nét buồn là nét gọi là không phải cam chịu theo nghĩa tiêu cực nhé, mà là theo kiểu chiều chồng ấy. Chứ không phải là anh phải làm này đây không chết lại cả đứa rồi. Nghe như con gái thế này đúng không? Đấy. Con gái thế này đúng thế. Đấy là cái nét đẹp của đấy nhé. Nhưng mà có một cái là thoại thì vẫn hơi sợ một xíu. Nhưng mà nhé, anh lại có đọc comment trên Facebook người ta bảo là thực ra là những người như thế họ nói chuyện như thế thật thì, thật không đấy? Thì thực sự là không có, anh đã gặp những người như thế rồi. Nghe nó hơi ngượng ngùng, nghe nó hơi kịch một tí. Nhưng đúng là như thế thật. Thì em thấy thoại phim này nó kiểu bạn nữ chính thì cái thoại của bạn nữ chính thì sao ấy. Đúng đấy. Nhưng mà đúng là bạn ấy phải nói như thế á. Không, nghĩa là không phải là ý anh không phải là đúng là như thế là đúng nhá. Nhưng mà anh có gặp người ngoài đời là họ nói chuyện như thế. Và đúng tức là nhưng mà nói chuyện với họ thì cũng bị ký là mình không biết đáp trả như nào, mình không biết là đối đáp như nào cho nó hợp lý. Cái này khó cho mình phết nhỉ, thì em cũng không biết cái đấy. Có, nghĩa là khi mà anh gặp người đấy cũng bị sốc mà sao em lại nói chuyện như thế. Như là em không biết. Nên là em đánh giá là bạn nữ này nói cứ bị gồng gồng. Thì đấy là input của anh thôi. Tóm lại là Đào Phở Piano là một bộ phim mà bạn nên xem, nhưng mà nó không phải là bộ phim hoàn hảo, nó không phải là siêu phẩm. Nó không phải là kiểu có đủ phải xem đâu. Nó sẽ không phải là nó đáng đồng tiền bát gạo của bạn. Nó không phải là đối trọng của phim miền này với phim miền kia. Cái trải nghiệm xem phim của nó thì không tệ và mình có thể xem được và mình nên xem, tại vì là nó cũng là một bộ phim mà có tính chất lịch sử thì nó sẽ là một cái mà động lực để cho cái thị trường phát triển, là mọi người thấy là khán giả có quan tâm kiểu này và nếu mà tôi đầu tư vào làm phim thì tôi sẽ thắng, tôi sẽ ăn. Fact nhá, là anh hôm trước anh có vào tường của cái anh Bình Mùng Một ấy, viết không biết là bài viết hay bài share, anh bảo là phim Việt Nam 1.000 tỷ có thể làm được và nó sẽ chỉ có thể làm được với hai chủ đề. Một là chủ đề như Trấn Thành đang làm, là về xoay quanh drama gia đình này, những cái mâu thuẫn giữa các thế hệ. Và hai là chiến tranh. Và hai là chủ đề lịch sử. Tại vì là cái tinh thần yêu nước của người Việt mình rất cao. Đúng. Và nếu mà làm hay mà được bảo trợ truyền thông một cách bài bản tử tế thì bây giờ
câu chuyện là thế này, người ta sẽ cho tiền vào, người ta sẽ nghĩ là bây giờ đi khán giả hoàn toàn thích phim lịch sử, cho nên là mình có thể làm phim lịch sử thoải mái. Anh nghĩ là một cái sự thành công của Đào Phở Piano nữa ấy, là bây giờ mình đi như anh hoặc là rất nhiều người họ cũng đang khá là tuyệt vọng và muốn quay lưng với phim Việt. Đi đâu vì đúng không, bây giờ slogan là bỏ tiền ra xem phim Việt là không quan trọng của mình. Thì trong câu đấy thì cũng chứa một cái sự ức chế đúng không, nhưng mà cũng chứa một cái sự hy vọng là ôi cảm ơn, hãy làm một phim Việt hay đi để ta không phải nói câu đấy nữa. Đúng. Đó thì đây cũng như là một cái ngọn đèn đi, cũng là đúng không, soi đường đúng không, là đưa người ta về đường là ê phim Việt có những phim như này cũng hay có này thể Đào Phở Piano đợt đó đúng không, người tiên phong đấy, tiên phong. Anh đừng nghĩ nhá, bây giờ mình có một phim lịch sử Ngô Quyền đánh nhau Bạch Đằng thì xong rồi, sao xong rồi hay đúng không, ui xong rồi đánh quân Nguyên Mông, nhà Trần đánh quân Nguyên Mông, ui mấy cái đấy mà đưa lên phim ui quá hay, lệ chúa tôi nghìn tỷ nhá, ông nào thử đầu tư nghìn tỷ làm phim đấy xem, tôi đi xem 3 lần. Và đó là ý kiến của tôi và em xe về Đào Phở và Piano. Không chấm điểm à? Chấm điểm gì thế, đâu nói thì thôi, còn đúng không, không chấm, không chấm điểm, chấm điểm, chấm điểm là đào trên phở Piano. Đào máy thở và Piano. Ừ, đào máy thở Piano. Và đó là ý kiến của tôi và em xe về Đào Phở và Piano. Các bạn thấy sao, các bạn đã xem phim này chưa? Và các bạn đặt được vé chưa? Ok. Các bạn đã được vé chưa thì hãy comment bên dưới. Tôi là Vui Vẻ và tôi là Xe. Chúc các bạn một ngày he he. Okay.